Hello anh em ơi, bây giờ đi làm mới đi, Dragon mới đi làm ra về nè. Hello, my goodness, anh em ơi, hồi sáng nay mới đi làm, Dragon mới làm về nè. Trời ơi, đói bụng dễ sợ vậy. Ghé ngay hàng Tàu nè, mới mua cái, bây giờ order, bây giờ vô, điện bây giờ có bị dịch bên đây nè. Anh em vô, nó không cho mình vô nhà hàng ăn, ăn hay là order, mình phải order gọi cái điện thoại trước. Gọi điện thoại trước mình order, mình trả tiền nó rồi nó mới đem ra cho xe đưa xe mình, cho nên bây giờ cũng khổ dễ sợ không. Giờ thấy không, dạ, đậu xe nè, order xong rồi nè, hai mấy đồng đồ ăn nè, shrimp lo mein là cái đồ mì xào đó, rồi cái chả giò đó. Bây giờ nó đưa mình cái menu, mình trả tiền rồi mình bây giờ mình đợi chờ nó nè đó. Bây giờ khổ rồi, bên đây là đi ăn là bởi như vậy á, vô trong nhà hàng không, cái chỗ này cái nhà hàng nhỏ xíu à, cho nên hiện bây giờ nó không, hiện bây giờ là cái lực dịch bên đây, dịch COVID-19 á, là nó không cho mình đứng gần trong 6 feet kế người nào, cho nên bởi vậy nó không cho mình vô chổng. Bây giờ mình ngồi trong xe nè, ngồi chờ gần 20 phút nè anh em. Đó, quay cho anh em coi nè, mấy thằng Mỹ nó cũng đậu nè, thấy không, cũng là mấy người đậu nè, đang chờ lấy đồ ăn là lấy food nè. Đó, đây là cái nhà hàng Tàu đó, nó mới mở lại, mới có mấy ngày anh em ơi. Cái này là Rice Box nè, nhà hàng Tàu nè, quay cho anh em thấy nè. Đó, thấy không, có ông con Mỹ ngồi trong vậy thôi chứ không cho ai vô, nhưng á ai cũng đây là cũng đợi 2-3 chiếc xe đây nè. Mình cũng như vậy nè anh em, ông Mỹ này mới lấy đồ ăn xong rồi đi ra nè. Đó, trời ơi, nó để rice box, bán đồ xào, đồ xào, rồi cơm chiên đủ thứ hết trơn á, gà chiên, mực chiên, tôm chiên, chả giò đủ thứ hết trơn á, egg roll, dumpling, crab ragoon, cánh gà chiên đủ thứ cho anh em coi nè. Mà cái này ở bên Florida này, cái giá, cái tiền đồ ăn đây không mắc hơn cái chỗ mà lúc Dragon ở bên gần Chicago Quad City nha. Ở đây đồ ăn mắc hơn như 2-3 đồng to go nha, 2-3 đồng hơn bên bển á. Nói cho anh em, nếu anh em có qua bên đây là cho anh em, để anh em biết nè, cái menu cho nè, coi nè, thấy không, nó để giá nè. Đó, thằng Mỹ nó đang, thằng Tàu nó mới đưa cho thằng Mỹ đó, thấy không, đưa cho Mỹ xong rồi đó, rồi tự đem về tự xử tự ăn luôn đó. Bây giờ bính giờ bị dịch này, COVID-19 á, vậy thôi. Ok, alright, thank you my man. Nope, I'm good, thank you, have a good day. Đó, nó đưa cho mình á đồ ăn Tàu á, nó mới mua, mình mới mua cho Sophia của mình đó, với chả giò, rồi vậy thôi, tự xử. Ok, gặp anh em sau nha. Ok, cái này là đi ăn nhà hàng Tàu, order tour, không phải nhà hàng Tàu, nhà hàng nó đâu mở trong đâu cho mình vô. Ok, gặp xem nha anh em sau, nhớ subscribe giùm mình nha, take care anh em. Hello everybody, anh em ơi, mới đi làm về nè, 7 giờ mấy nè. Bây giờ phải nhìn đường kỹ mới lái xe được. Hey guys, anyway, I'm heading back from work here, heading home. It's about to rain here. The weather is kind of cloudy right now. Its temperature is about 84 degrees. 84 degrees right now. It looks like it's about to rain. If you look, see. So I need to roll my window down. Chuẩn bị mưa đó, thấy anh thấy không? Đó, chuẩn bị mưa đó. It's about to rain here, guys. So I need to roll my window, but it's still hot. I'm just waiting for the rain comes. But other than that, I'm just driving home. I'm driving. I'm not on the highway. Just driving on the inner city here. What's going on in Vietnam or whoever is watching this? Quad Cities, right? Or Maine, Dino Mom, or Steve in Steve's in New Jersey. That's right. Steve's in New Jersey.
Steve's in New Jersey, or Lee, you're in UK, United Kingdom, or Jasan, you're in Philippines. What's going on? I gotta raise my window up, y'all. Starting to rain. Chuẩn bị mưa ở đây nè, cho nên chưa có mở có đóng cái này đâu. Còn hơi lạnh quá. Cho nên lái xe về từ lái xe về từ từ đây nè. Hello mommy. Đang mở livestream ở bên trên Facebook, đang lái xe về nhà mới mua mì xào cho Sophia ăn với cái crab rangoon. Cái chả giò cho Sophia ăn. Nghe thúi đó, bây giờ nó quậy lắm. Lì nữa. Heo thúi đó bây giờ quậy lắm. Nguyên heo Sang làm gì ạ? Anh đang lái xe về, mới đi ra làm nè, về nè. Nguyên làm nha Nguyên. Sabrina, what's going on? Y'all wanna see where I'm driving here? I'm driving in the inner lane of the Sarasota. Just got home, just ordered some Chinese to go, guys. Food is kind of expensive here than in the Quad Cities. Đồ ăn bên đây nó hơi mắc chút xíu. Ở hay là ở mắc chút xíu hơn đồ bên Iowa. Con đường nhà, ok. Nè, cái đường này đường Fruitville với Honore nè, nguyên heo. Đó, đường này cho... I'm driving on Fruitville and Honore right now. There's a Target in front of me, guys. Yeah, it's about almost 7 o'clock. Well, no, I'm take it back. It's 8 o'clock already. Yeah, 8 o'clock. It's 8 o'clock already at night time. 8 giờ rưỡi, 8 giờ bên đây nè. 8 giờ 5 phút bên đây. 8 giờ tối đó. Mà mày chuẩn bị mưa nè, thấy không? Bên tay phải nè, thấy không? Yeah, it's about raining over here, Sabrina. What are you doing over there? Yeah, just driving home. I think I'm about maybe 10 minutes from home. Có chừng 10 phút nữa. Cho nên lái xe ở ngoài nóng quá. It's way too hot. Over here, guys, it's way too hot. Đó. Đường 4 đường nè. Đó, nấu cho em coi nè, thấy không? Đó, bên bển là cái nhà hàng Chipotle bên bển anh em. Chipotle này bây giờ là 8 giờ tối đó nha. Mà cũng còn sáng thấy không anh em? Ồ, mưa. Mưa, chuẩn bị mưa. 8 giờ tối. Tại bên đây 8 giờ tối mà nó tại cái Florida cái thành là cái tiểu bang này, bang tiểu bang ấm lắm. Nó nóng nguyên năm luôn. Cho nên tối hơi trễ lắm. Đó, chuẩn bị tới đó anh em, đó bên đây là cây lá. Ô, chuẩn bị mưa rồi, thôi để quay kiến lên ở trên cái nóc mà cái ở đây. Cái đường này đường ở trong thành phố, cái đường này đường nhỏ cho nên nó quẹo rồi có mấy cái cua nè, thấy không? Ở bên tay trái là cái trường học sinh học từ lớp mẫu giáo tới lớp 6 đó anh em. Tiểu bang này là tiểu bang mưa rồi đó, thấy không? Mưa rồi đó. Ok, quay kiến lên anh em ơi, quay kiến lên. À, mưa, mở cái quạt kiến cái. Đó, cái này là mưa chắc chắn rồi đó, thấy không? Con mưa chắc chắn rồi đó. Con đường ở trong đường nhỏ trong thành phố cho nên đi cái đường nó gần hơn. Chạy đường kia thì nó chạy highway là chạy đường
nó nhanh hơn mà chạy tốc độ nó nhanh thôi. Rồi cho anh em coi chút xíu gì đó, chứ bây giờ chuẩn bị mới order đồ ăn tàu về. Bữa nay thứ ba bên đây. À, thèm ăn cái đồ xào quá, đồ cái nui á, cái lô men đó anh em, nui nó xào với tôm. Sophia, bé Sophia con của mình thích ăn cái đó lắm, cho nên mua đó về để dụ nó. Về tắm rửa, ôm hung nó chút xíu. Rồi ăn chút xíu rồi làm YouTube chút xíu rồi cũng ngủ thôi. Chứ làm được anh em. Ok, quay cái này cho anh em nè. Đó, coi nè cái đường đi. Mưa tối ghê không? À, mây nè, thấy không? Mây cối đồ mây đồ dữ ha. Nó đen hết trơn á. Bên tay trái không sao, mà bên tay phải nè, mới mưa nè. Dragon đang lái, mình đang lái xe chậm chậm và control chúng thôi là dễ ủi lắm anh em. Hiện bây giờ mưa mà bên đây nắng nóng dữ lắm, mà còn nóng cái chất ẩm á, nóng dữ lắm. À, tới đây thì như thấy bớt mưa nha. À, ngộ ha, có chỗ à mà cũng còn mưa. Tới đây thấy âm u, nó bớt âm u xíu. Bên tay phải thì hai bên nhà hết, mà cái đường là đường nhỏ, đường quẹo quẹo, cong cong quẹo quẹo. Tới đây hết mưa, bó tay luôn. Bớt mưa chút xíu. Gán cầm cái điện thoại để cho anh em ở Việt Nam coi không có bị nhức mắt, nhức đầu. Đó. Ở đây, ở xứ này, ở thành phố này, cây, không biết cây palm tree là không biết tiếng gì, cây gì ta? Không phải cây dừa, cây mây, cái gì á, nó giống cây dừa đó mà không phải cây mây nè, thấy không? Đó, mấy cái cây này, anh em, một đống luôn. Ở đây là nó trồng tùm lum tùm la, mà cây này phải cây dừa, nói cho anh em biết, không phải cây dừa, nhìn giống cái cây dừa đó mà không phải cây dừa. Nó cũng có trái, mà trái nhỏ vàng, để bữa nào quay cho anh em coi. Thấy không, cái này giống cây dừa mà không phải cây dừa đó, không phải cây dừa, nó trồng như vậy à. Mà xứ này anh em, muốn ăn đồ trái cây rồi đó là thả ra, muốn ăn nhãn, ăn mít, ăn sầu riêng, ăn trái trái gì, trái dải, đây cũng có, mãng cụt cũng có, tại cái xứ này là xứ ấm, anh em hiểu không? Cho nên trồng đồ dừa đồ cũng là good hết. Xứ ấm, ở đây không có tiếc anh em. Ở đây không có tiếc. I was just telling everybody that in the state of Florida there is no snow, rarely any snow. But I can, you know, anybody live here can, you know, can grow their own tree here, you know, banana tree, all kinds of tree. I mean, dragon fruit, all that stuff, coconut. You can eat all, I mean, you can grow all those and you can eat, you know, you can actually buy all those too if you don't want to grow your own. But that's one part I like here, as living here so far, is I can, you know, eat all the fresh tropical fruit, guys. You know what I mean? So it is so weird. It's like scattered shower everywhere I drive. Like, you know, now it's raining hard in this area. Chạy mưa nãy tự nhiên mưa, có chỗ mưa, có chỗ mưa, có chỗ mưa. Ngộ vậy. Đó, khu này mưa nè. Mưa tầm tã nè, thấy không? À, rồi chỗ mưa nãy thì tạnh mưa. Ngộ à. Đó, 7-Eleven nè anh em. Đó, cái này mưa lớn thấy không? Anh em thấy không? Bên nhà băng bên tay trái, cây xăng bên tay trái, nhà thuốc bên tay phải,
chợ búa đồ bên tay phải nè anh em. Đó. Để mình mở cái quạt với cái hít ra trước. Đó, cho nó bớt sương mù chứ cái kiến xe để cho anh em coi. Đó, cây xăng nè anh em. Cây xăng bên tay trái nè. Mấy cái chợ nhỏ nhỏ đây nè. Bên tay phải nè. À, chỗ cắt tóc đồ, mấy quán bar, mấy nhà hàng nhỏ nhỏ đồ được bán điện thoại đồ bên tay phải. Rồi cái này McDonald's nè anh em, McDonald's nhà hàng nổi tiếng nước nào cũng có, riêng nè McDonald's nè, Sophia thích cho nhà hàng nữa nè. Đó M nè, đó M McDonald's nè. Sophia thích McDonald's Happy Meal đó anh em. Hey Marsha. To the left of us is a Walmart and there's a Home Depot. To the left of us, guys, there's a Matt Grill, Matt Fish Grill on the left side too. It's kind of raining over here. Spotty showers everywhere I drive. One area is really raining hard and one area just heavy downpour, rain. Here's the Home Depot right here. Can't see that well because my window is up. But to the left is the, let me lower this down. Okay. To the left is a Walmart. And then next is where I live. There's a Walmart right there. There's a Walmart, see? Now it's raining hard. Mưa lớn nè anh em. Mưa lớn. Phải mở cái quạt kiến. Ok, gần tới rồi đó. Guys, I am pretty much home right here at Longitude Apartment. Longitude 82. This is where I live. Very, very safe here, guys. The price is a little bit more pricier than most place, but it's very safe. It's very safe. The place I live, you need a gate. You need one of these to get in. So you gotta show that, and then the gate will automatically open for you. Có cái chìa khóa nó mới mở, mình bấm vô rồi nó mới mở cho anh em coi nè. So here's the mailing, the mail. And here's where I can go work out and everything like that with my plan that I, that my contract to stay here. That's where I go to work out. Right now it's still COVID-19, so they shut it down. No swimming pool right now, no mail now. No workout area. But this is where I live, guys, okay? Anyway, thank you so much for watching my Facebook live, guys. I will go inside and feed my stomach, and also Sophia loves chicken lo mein, chicken and shrimp lo mein. So I will catch you guys later, okay? Anyway, guys, anh em ơi, tới nhà rồi. Để Dragon Johnny Dang. Hey Barb, what's going on? I just got some order, some Chinese. I'm heading home right now. I'm pulling in my garage right now. So other than that, I will see you guys another time. Okay, gặp anh em sau nha. Bye với mi. Hey, bye Barb. Bye everybody. Gặp sau nha. Wow, look what I got, Sophia. Daddy got your food, what you like the most here. Look what it is. You know what this is? This is your favorite. Yeah, this is your favorite. I know you like this. This is your shrimp lo mein. Wow, look at that. Price over here is a little bit more expensive than in the QC, guys. And this is Sophia's favorite crab ragoon. Comes with sauce and everything like that.
Are you ready for Tuvia? Yeah. Right now, guys, you since it's still COVID-19, when you order any food, no. But when you order any food, guys, you have to order and you have to wait outside until they bring it out for you and you pay outside with either cash or credit. But it's a pain. I have to wait for a long time, guys. So you know, this is 30 minutes of waiting here. I hate it, you know. But we are here to eat, so thank you so much for watching my channel, guys. And I will see you another time. Mm. Mwah.